cho quả. Rồi xin mời như vậy nè, trái quả nó nè, tươi nè. Nhận luôn. Rồi nhận luôn đi, nhận luôn đi. Rồi đứng luôn. Rồi đứng luôn. Rải bước vô. Rải bước vô nè. Bước vô nè. Rồi vô nha, vô lên nè. Đó. Rồi chúng ta mang vô luôn. Quả đứng này chúng ta vô luôn đi. Rồi. Trời ơi. Rồi vô luôn, vô luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau khi được sự chấp thuận của bên hai họ gia đình nhà gái, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu lễ vật chúng tôi mang qua. Quả đây là mâm xoài, đây là mâm bánh phu phê. Đây là bánh kem. Và cũng theo truyền thống là cặp rượu và trà. Và đây là câu. Câu chúng ta thích đi. Thì những lễ vật mà bên nhà trai mang đến cho nên là trò tốt kêu bà nào ngoài để làm lễ cho chị em đi có quyền. Thì nãy giờ đại diện bên nhà trai thì cũng trình những lễ vật bên nhà mang đến để đưa thầy bác đại diện trong gia đình bên nhà gái cũng nhận những lễ vật mà bên nhà trai mang đến cho nên là trò tốt kêu bà nào ngoài để có quyền anh em. Nó có hai dĩa không? Có hai dĩa rồi. Đem sắp lên. Từ quay phim xong rồi tiền trợ quay phim rồi đi phay á cái đi sắp đi con đồng sắp hai dĩa trái cây để mình hơi con bộ đó cho anh mặt à nếu chơi để tôi trình lấy thứ cái rồi con lấy trại bên kia. Chắc các bạn vậy nè. Đây là nữ trang. Sao rồi? Không có dâu. Gì ở đây có đôi tai và nhẫn. Đây là lấy cặp đũa để lên bàn thờ luôn. Thứ nho. Thức quả. Thứ trái năm thứ vô như vậy. Xài dưới quýt để đỡ trên mũi con.